Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các anh em tham gia một chương trình để góp nhận 150 token hack freelance từ một sàn La Token các bạn. Để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả. Thứ nhất, các bạn đăng ký với tài khoản trên sàn La Token và KYC Level 2 các bạn. Thì mình có cái video hướng dẫn các bạn KYC luôn các bạn. Bạn nào không biết thì vào xem các bạn. Sau khi KYC hoàn thành Level 2 thì các bạn mở phần link thứ hai, bạn mở Telegram và bấm nút start chatbot các bạn. Đối với những bạn nào cũ á thì các bạn điền email vào các bạn. Còn đối với bạn nào đối với những bạn nào mới thì điền email vào. Còn đối với những bạn nào cũ thì bấm nút start nè. Thì rồi các bạn gì bấm done nè. Rồi các bạn like và retweet, rồi bấm I don't check it. Rồi các bạn bấm tweet. Tweet bot rồi bấm I don't tweet nè. Rồi vô Telegram bấm I don't check it nè. Một I don't check it nằm chỗ này nè các bạn. Đến cùng nè. Rồi các bạn like Facebook rồi bấm I don't check it nè. Follow Instagram rồi bấm I don't check it nè. Thì trên sàn La Token thì nó có nhiệm vụ nhiệm vọng có nhiêu đó cái quầy đó các bạn. Sau này có dự án nào không gì các bạn nhấp vào rồi bấm nút start thì bấm I don't check it, I don't check it rồi gọi các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.